Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến môn lịch sử lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Bình Chánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bài số 22, Nhân dân miền Nam trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất từ năm 1954 đến năm 1965. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo ở bài số 22. Tuy nhiên trước khi đi vào cái phần tiếp theo, cô có một vài cái câu hỏi để kiểm tra lại kiến thức bài cũ ở cái tiết 1 của bài số 22 như sau. Nhiệm vụ của các em là sẽ tìm sẵn câu trả lời để đến tiết học. Cô sẽ gọi từng bạn lấy điểm kiểm tra miệng. Câu số 1. Chiến lược chiến tranh cục bộ được tiến hành bằng lực lượng nào? A. Quân đội Sài Gòn do cố vấn Mỹ chỉ huy. B. Quân Nguyễn Chinh, quân một số nước đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn. C. Quân một số nước đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn. D. Lực lượng tổng lực với vũ khí trang bị hiện đại tối tân nhất. Câu 2. Trong chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ sử dụng chiến thuật A. Trực thăng quặng và thiết xa vặn. B. Dồn dân lập ấp chiến lược. C. Tìm diệt và chiếm đóng. D. Tìm diệt và bình định vào vùng đất Khánh diệt cộng. Câu 3. Chiến thắng Vạn Tường được xem là sự kiện mở đầu, cao trào. A. Tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt. B. Noi gương Vạn Tường giết giặc lập công. C. Tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà đánh. D. Lùng Mỹ mà đánh, tìm Mỹ mà diệt. Câu 4. Chiến tranh cục bộ khác chiến tranh đặc biệt ở điểm nào? A. Chiến tranh cục bộ là hình thức chiến tranh của chủ nghĩa thực dân mới. B. Chiến tranh cục bộ được tiến hành dưới sự chỉ đạo của hệ thống cố vấn Mỹ. C. Chiến tranh cục bộ chủ yếu được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mỹ. D. Chiến tranh cục bộ sử dụng vũ khí và phương tiện chiến tranh do Mỹ cung cấp. Câu 5. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 đã mở ra một bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vì A. Đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris. B. Đã buộc Mỹ phải rút toàn bộ quân viễn chinh về nước. C. Đã buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. D. Đã đánh bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Câu 6. Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mỹ phải tuyên bố phi Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược? A. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. B. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1968. C. Chặn Điện Biên Phủ trên không năm 1972. D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975. Đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu phần còn lại của bài số 22. Đó là 3 nội dung còn lại mà chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Nội dung thứ 3, thứ nhất là chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ từ năm 1969 đến năm 1973. Nội dung thứ tư là miền Bắc khôi phục phát triển kinh tế xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ. Thứ năm là Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu phần thứ ba, đó là chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ từ năm 1969 đến năm 1973. Ở phần thứ ba này chúng ta sẽ tìm hiểu ba nội dung. Thứ nhất là cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ. Thứ hai là nhân dân miền Nam sẽ chiến đấu chống lại cái chiến lược này như thế nào. Và thứ ba là cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ. Các em có thể dựa vào sách giáo khoa, hãy trả lời cho cô một câu hỏi. Vì sao Mỹ áp dụng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh từ năm 1969 đến năm 1973? Lý do là vì sau thất bại của chiến tranh cục bộ, từ năm 1969, Mỹ sẽ chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh. Vậy, em hãy cho biết thế nào là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh? Âm mưu của Mỹ trong chiến lược này là gì? Và thủ đoạn của Mỹ ra sao? Nội dung Việt Nam hóa chiến tranh được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực không quân Mỹ do Mỹ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn. Về âm mưu của Mỹ là nhằm giảm xương máu của người Mỹ, tận dụng xương máu của người Việt, dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.
Hành động thứ nhất là Mỹ sẽ tăng cường viện trợ kinh tế và quân sự giúp đỡ chính quyền Sài Gòn. Thứ hai là Mỹ sẽ mở rộng chiến tranh hóa hoại miền Bắc, mở rộng xâm lược Lào và Campuchia để hỗ trợ cho Việt Nam hóa chiến tranh. Thứ ba là cấu kết với các nước lớn xã hội chủ nghĩa để cô lập cách mạng Việt Nam. Đó là ba cái hành động của Mỹ. Đây là hình ảnh quân đội Sài Gòn được Mỹ sử dụng trong cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh cố vấn quân sự Mỹ chỉ huy quân đội Sài Gòn. Hình ảnh Tổng thống Nixon năm 1972 đến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ký cái thông cáo chung Thượng Hải với Chủ tịch Mao Trạch Đông để cấu kết với các nước xã hội chủ nghĩa nhằm cô lập cách mạng Việt Nam. Và một cái hình ảnh tiếp tục là Tổng thống Mỹ sẽ thỏa hiệp với Tổng thống của Liên Xô. Vậy nhân dân miền Nam mình sẽ chiến đấu chống lại cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ như thế nào? Các em có thể dựa vào sách giáo khoa nêu những thuận lợi chung của ba nước Đông Dương trên các cái mặt trận chính trị, ngoại giao trong chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh. Thứ nhất là thắng lợi trên cái lĩnh vực chính trị và ngoại giao. Là ngày 6 tháng 6 năm 1969, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ được thành lập, được 23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đạt quan hệ ngoại giao. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 4 năm 1970, thì hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia họp đã tăng cường cái tình đoàn kết chiến đấu chống Mỹ của nhân dân ba nước. Tiếp theo là cái phong trào đấu tranh chính trị ở thành thị sẽ diễn ra sôi nổi, và phong trào nổi dậy chống bình định giành quyền làm chủ ở nông thôn, nhân dân phá ấp chiến lược và cái chương trình bình định giành được 3.600 ấp với 3 triệu dân. Đó là thắng lợi trên lĩnh vực chính trị và ngoại giao. Còn thắng lợi trên lĩnh vực quân sự thì ở phần này các em sẽ về nhà tự đọc trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, giữa lúc cách mạng, cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta ở cả hai miền đang trên là thắng lợi, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Đó là một cái tổn thất vô cùng to lớn đối với dân tộc và đối với cách mạng của nước ta. Và hình ảnh trên màn hình đó là hình ảnh lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 1969. Trước lúc đi xa thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn đảng, toàn dân chúng ta một bản di chúc lịch sử. Trong cái bản di chúc thì người đã nêu rất là rõ: cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài, đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta vẫn phải quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi cuối cùng. Và dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi. Chính vì cái lời động viên trong cái bản di chúc cho nên là nhân dân ta đã biến đau thương thành cái sức mạnh để mà đánh thắng Mỹ, giành cái thắng lợi cuối cùng. Qua hình ảnh kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đây là hình ảnh hoàng thân Sihanouk, cố vấn Nguyễn Hữu Thọ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và hoàng thân Suphanuvong tại cái hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương năm 1930. Ở Việt Nam chúng ta sở dĩ là có hai đại diện bởi vì lúc bấy giờ mấy em lưu ý là đất nước chúng ta tạm thời bị chia thành hai miền với hai cái chính quyền, cho nên là chúng ta sẽ có hai cái đại diện. Sang phần thứ ba đó là cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Ở cái phần này thì các em lưu ý cái hoàn cảnh, diễn biến và kết cục của cái cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đó, thì các em sẽ tự đọc trong sách giáo khoa. Chúng ta chỉ tìm hiểu là cái ý nghĩa của cái cuộc tiến công chiến lược 1972 này như thế nào. Thứ nhất, nó sẽ giáng một đòn nặng nề vào cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và buộc Mỹ phải tuyên bố là Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược, tức là thừa nhận cái sự thất bại của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Ở đây chúng ta cần phân biệt với cái thắng lợi trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68. Ở cái Xuân Mậu Thân năm 68 thì các em lưu ý là gì? Buộc Mỹ phải tuyên bố là phi Mỹ hóa. Còn cuộc tiến công chiến lược 1972 là buộc Mỹ phải tuyên bố là Mỹ hóa. Các em lưu ý. Chúng ta sang nội dung thứ tư là miền Bắc khôi phục phát triển kinh tế xã hội, chiến đấu chống chiến tranh hóa hoại lần thứ hai của Mỹ. Ở phần thứ nhất là miền Bắc khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Phần này các em sẽ thuộc cái phần giảm tải. Cái phần miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm cái nhiệm vụ hậu phương. Về hoàn cảnh, diễn biến, kết quả của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai thì các em sẽ tự đọc ở trong sách giáo khoa. Chúng ta chỉ tìm hiểu cái ý nghĩa của cái trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và vai trò của hậu phương miền Bắc. Về ý nghĩa của trận Điện Biên Phủ trên không
Thắng lợi này buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc và phải ký cái hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Còn cái vai trò của hậu phương miền Bắc, đó là về miền Bắc vẫn đảm bảo tiếp nhận cái hàng viện trợ từ bên ngoài và chi viện ngày càng nhiều cho tiền tuyến miền Nam, cả chiến trường ở Lào và Campuchia. Chúng ta sang phần thứ 5, đó là cái hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ở nội dung thứ nhất là quá trình hội nghị đi đến ký cái hiệp định, hay còn gọi là cái hoàn cảnh lịch sử đó. Ở phần này chúng ta chỉ tìm hiểu cái nội dung của cái hiệp định Paris và cái ý nghĩa của cái bản hiệp định này. Như vậy, dựa vào sách giáo khoa, các em có thể nêu khái quát nội dung cơ bản của hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, từ đó rút ra ý nghĩa của hiệp định. Về nội dung, có 5 nội dung lớn mà các em cần phải lưu ý. Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 giữa Việt Nam và Mỹ, hay gọi là Hoa Kỳ thế em. Thì nội dung là có 5. Thứ nhất, Hoa Kỳ và các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hoa Kỳ và chư hầu sẽ rút quân, triệt phá căn cứ quân sự, không dính líu quân sự và công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị bằng tổng tuyển cử tự do. Công nhận miền Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 quân kiểm soát và 3 lực lượng chính trị. Và hiệp định sẽ tuyên bố là ngừng bắn, trao trả tù binh và dân thường bị bắt. Và sau đây mấy em sẽ quan sát 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 quân kiểm soát và 3 lực lượng chính trị. Ở phần này chúng ta sẽ tham khảo thêm. Ý nghĩa của cái hiệp định Paris, thứ nhất là thắng lợi của sự kết hợp đấu tranh giữa quân sự, chính trị, ngoại giao, là kết quả đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta, mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và buộc Mỹ phải rút khỏi Việt Nam, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta đánh cho ngụy nhào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là cái ý nghĩa của hiệp định. Và cái phần này rất là quan trọng, các em lưu ý, thường câu hỏi trắc nghiệm sẽ hỏi ngay phần ý nghĩa. Đây là hình ảnh lễ ký chính thức cái hiệp định Paris về Việt Nam. Và cái quan cảnh phòng họp ký cái hiệp định Paris. Lễ ký hiệp định Paris, đại diện Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kissinger sẽ ký hiệp định Paris, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Chinh sẽ ký cái hiệp định Paris về phía của Việt Nam. Chúng ta sẽ có một cái sự so sánh giữa cái hiệp định Geneva cũng như là cái hiệp định Paris, về cái giống nhau và cái điểm khác nhau. Về hoàn cảnh giống nhau là cả hai hiệp định đều diễn ra trong lúc ta liên tiếp giành được những cái thắng lợi. Còn khác nhau đó là hiệp định Geneva được ký kết với cái đỉnh cao là cái chiến thắng Điện Biên Phủ. Còn cái hiệp định Paris được ký kết trong lúc Mỹ mới chỉ thất bại trong cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Còn khác nhau về cái so sánh về cái chỗ nội dung đó, cái điểm giống và cái điểm khác, thì các em phần này các em sẽ tự về nhà chúng ta sẽ tự đọc. So sánh về cái ý nghĩa của hai cái bản hiệp định. Đó là toàn bộ cái nội dung của cái phần còn lại ở bài số 22. Sau đây có những cái câu hỏi để kiểm tra lại cái kiến thức của mình. Nhiệm vụ của các em là tìm ra cái đáp án trả lời đúng. Câu 1. Âm mưu của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ là. Câu 2. Thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Mỹ đã. Câu 3. Vì sao nói việc Mỹ áp dụng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh làm cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước sang một giai đoạn phức tạp, ác liệt. Câu 4. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh có điểm gì khác so với các chiến lược chiến tranh mà Mỹ thực hiện ở miền Nam trước đó? Câu 5. Ngày 24-25 tháng 4 năm 1970, hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp nhằm mục đích gì? Câu 6. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân ta buộc Mỹ phải. Đó là toàn bộ nội dung của bài học. Các em về nhà, chúng ta sẽ ghi bài vào tập và làm câu hỏi trắc nghiệm bài số 22 mà cô đã gửi lên VNEDU. Và chúng ta chuẩn bị tiếp bài số 23, đó là khôi phục phát triển kinh tế xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1973 đến năm 1975 với 4 cái câu hỏi. Thứ nhất là cái nội dung cơ bản của cái hội nghị 21 và những cái nét chính về chiến thắng Phước Long, chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam và các cái cuộc
tiến công chiến lược 1975, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại.